Dạ xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là chị tên là gì? Chị tên là Vi. Chị Vi là quê ở đâu đây? Quê chị là quê. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp chị chuyện gì đây? Giúp con thì anh nó bỏ nhà kêu bạn mình thì anh đang đuổi rồi. Con chị họ tên đầy đủ là gì? Em chị là Lê Văn Vi. Em nó nhiêu tuổi rồi chị? Sinh 2002. 2002 là 22 tuổi. Khi đi là đi tại đâu? Khi đi là từ Phú Mỹ là địa Vũng Tàu. Đi lên là khi bạn đường lên là phải làm ăn đó. Nhưng mà tháng đầu tiên thì đi lạc được. Dạ. Và 2 tháng rưỡi đây là không đi lạc được. Chị được mấy người con đấy? Chị được 2 người con. Em này là con thứ mấy đây chị? Em này là con lớn. Anh cả trong gia đình đúng không ạ? Đúng rồi. Con trai nhà mình tính cách như thế nào? Con trai nhà mình nó cũng rất là hiền. Nhưng mà có một cái là nó hay đi nghe theo bạn bè. Bạn bè nói cái gì nó đúng đi đâu nó cũng cứ đi. Cái thời điểm mà con nhà mình theo bạn đi làm ăn đó là có thông báo cho ba mẹ biết không? Không, nó lén đi đó. Vậy là một tháng đầu là mình liên hệ được? Đúng rồi, tháng đầu liên hệ được. Nó lên Đà Lạt có làm ăn với bạn bè trên đó. Làm công việc gì? Con trai có chia sẻ không chị? Nó bảo là làm lên đó là làm homestay gì đó. Làm gì? Homestay gì trên Đà Lạt đó. Homestay hả? Đúng rồi. Homestay giống như là làm các cái nhà nghỉ gì đó. Nghỉ dưỡng đó, cho cái khách. Trước cái thời điểm mà con trai nhà mình quyết định đi theo bạn lên Đà Lạt để đi làm đó, là con trai nhà mình làm công việc gì và ở đâu? Trước đó thì nó đang đi làm bảo vệ ở Phú Mỹ ở Địa Vũng Tàu. Làm được lâu không chị? Nó làm được hơn 1 tháng đó. Ồ, lại mới làm hả? Không, nó làm trước đấy là nhiều rồi nhưng mà trước đấy là làm công việc nhiều rồi nhưng mà sau trước một ngày nó đi á đã làm được hơn 1 tháng. Xong nó lãnh lương được cái tháng đó là về nó đủ đi luôn đó là nó bỏ đi đi luôn á. Anh chị thì ở quê ha? Hay là vẫn ở Vũng Tàu? Anh chị ở quê là ở Vũng Tàu, ở ngay Phú Mỹ rồi. Tức là gia đình nhà mình ở Phú Mỹ Vũng Tàu đúng không ạ? Đúng rồi. Tới giờ phút này là con trai nhà mình không liên hệ với gia đình được lâu chưa chị? Gần 3 tháng rồi ạ. Gần 3 tháng trời rồi hả? Dạ. Không có một tin tức gì? Đúng rồi, không có một tin tức gì luôn. Chị đang sợ nhất điều gì đây? Chị sợ là không biết là nó có đi qua Campuchia, nó ai bán nó qua Campuchia hay không, hay là bạn bè nó giống như lừa gạt nó rồi bán nó sang Campuchia em. Điều đó có thể xảy ra chị ạ? Con trai nhà mình nó mối quan hệ bạn bè nó là quen trên mạng hay là ở ngoài hay đi làm cùng hay như thế nào? Nó thì nó quen cái thằng này thì cũng mới quen thôi. Thời ra thì nó mới quen thôi, bạn này cũng đưa đi lên Đà Lạt ở cái nó. Cái bạn đó là quen gặp ở ngoài hay là quen trên mạng chị? Chị có thấy chưa? Chị thấy rồi, chị xuống nhà nó luôn. Nhà nó có gần đấy không? Nhà nó cũng dưới nơi nhà thờ xong rồi. Xuống thì đâu có gặp nó hả? Xuống thì gặp nó rồi, nó nói là cô mất của cô đi tìm cho cô hỏi cô làm gì. Vậy là thanh niên kia vẫn đang ở nhà? Thanh niên kia vẫn đang ở nhà nhưng mà hiện tại bây giờ đó, là xuống nhà nó lại rú một băng nữa là đi lên là nhà nữa rồi. Sao mình không hỏi coi là mình xuống mình hỏi là con có biết hoặc cháu có biết rằng là vừa rồi là con của cô đi làm ở đâu không, hay là con giới thiệu cho con của cô làm công việc như thế nào, mình xuống mình hỏi có hỏi vấn đề đấy không? Nó hỏi mà nó bảo là nó đứng lên đây để làm nhưng mà thằng Duy này cho nó bị cục nhờ ấy đến chú giả, thằng Duy làm không được nó đuổi về rồi nhưng mà nó đuổi về rồi nhưng mà không thấy về nhà. Trước giờ con nhà mình làm việc là cứ nay đây mai đó chị, công việc tức là không được ổn định đúng không ạ? Đúng rồi, cứ được dăm bữa nửa tháng hoặc 1-2 tháng là nghỉ đúng không? Đúng rồi, nó làm cứ tại vì cái trong nó như thế là cái trong nó về không cứ được làm máy tính đó, bên công chỗ là máy điện tử á. Ồ, là máy tính được luôn hả? Điện tử á. À, sửa chữa hả chị? Làm điện tử mà làm công ty điện tử á. Dạ. Samsung á. Dạ. Vậy là con trai nhà mình cũng am hiểu về công nghệ ha? Đúng rồi. Khổ quá. Em đang lo sợ cái câu chuyện của gia đình nhà mình, sợ rằng con trai nhà mình có thể bị sập bẫy việc nhẹ lương cao ấy. Đúng rồi, nó chị tại có vì sợ không? Nó nói với bạn bè nó là nó lúc nào nó cũng làm giống như thành đạt vậy đó.
nó cứ nghĩ là nó sẽ làm thành đạt, thành công đúng không ạ? Thành công mới về đúng không ạ? Thành công rồi đó. Con trai nhà mình là thân hình là mất một chân hả chị? Đúng rồi, mất một chân thì nó ốm lắm, nó ốm yếu lắm, chứ không phải nó kể mạnh. Cái công việc bảo vệ mà em nó cái lúc còn ở nhà làm nó công việc nó mức lương cao không? Một tháng là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi là cái thu nhập cũng ngon rồi mà. Vâng, đúng rồi, tại vì nó làm có 12 tiếng rồi, từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng là đúng rồi, bảo vệ mà bảo vệ thường thường làm ca là đa số là làm ca 12, nhưng mà công việc rất nhàn, vào đấy có phải làm gì đâu, vào đấy chỉ đứng một là đứng canh hoặc là đứng có thể quan sát như thế nào thôi, chứ không phải bốc vác hay là làm cực khổ như những người công nhân khác. Trong cái thời gian vừa rồi á, là con trai có vẻ bàn với ba mẹ muốn làm công việc khác để kiếm nhiều tiền không? Có tâm sự là muốn thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận không? Không, không nói gì hết. Chỉ cho bố mẹ là tính với nó là thôi bây giờ trong cảnh con bị tập như thế, con đi học nghề đi, có cái nghề có tương lai. Nhưng mà nó nói là để con suy nghĩ đã. Thế là nói được cho 2-3 ngày là coi như là nó đi ra lấy xe các bạn, thế là đi luôn đó chú. Vậy là đi mang theo xe. Đúng rồi, đi xe gì chị? Xe AMG. Biển số bao nhiêu? Biển số 721-890-96. Trước kia có cái tình trạng mà con đi mấy tháng như vậy không chị? Có lần nào không? Không, nó không có đi việc, nó cứ đi làm xong nó về nhà. Ý là tối đi làm rồi sáng về nhà ngủ ngủ xong rồi bạn bè có gọi đi ra uống nước một tí rồi về ngủ rồi tối đi làm. Theo như chị đánh giá về con nhà mình là có ngoan ngoãn lễ phép không, hiếu thảo với cha mẹ không? Nó cũng rất là ngoan, nhưng mà được con cái là bạn bè nó giống như là nếu nó đang làm việc này thì bạn nó đủ qua làm việc khác, nó thấy bạn nó đủ là nó bỏ cái công ty này nó qua việc khác. Vậy là con nhà mình có cái tính là đứng núi này trông núi nọ, không được ổn định, không đứng vững lập trường. Có thể con của chị cái tuổi đời 22 nhưng mà cái suy nghĩ đang còn rất là bồng bột. Vậy là chưa đâu tới đâu, chưa nhìn thấu đáo được. Bởi vì sao? Bởi vì con nhà mình thứ nhất là không được lành lặn như những bạn khác, đúng không ạ? Nên mà phải tìm một cái công việc phù hợp. Nhưng mà tiếc rằng là đã tìm được công việc phù hợp nhưng em lại cứ nghe theo lời bạn bè rủ rê, đứng nơi này chống đối nọ, nên mới dẫn tới cái tình trạng như này hôm nay. Cái trường hợp của chị phần trăm rất cao, có thể là con trai của chị bị sập bẫy và bị đưa qua cam để làm việc. Em nói nghiêm túc, không phải em hù dọa gì đâu. Nghe lương cao lắm. Đó. Nghe nhỏ là lương cao là nó ham à? Hàm mới dính á. Vâng, cho nên là đang làm cái này một tháng là 6 triệu rưỡi, cho nên là ảnh tiền là 6 triệu rưỡi là mang đi luôn đó. Mang đi tiêu lên là đặt luôn đó. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con trai đi, nếu con trai có xem được video này, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Con trai ơi, con có xem được cái video này đó, thì con sớm quay về với gia đình rất là mong con về đó. Con, nếu mà con coi được cái này, con phải liên hệ với mẹ rồi gọi cho mẹ. Về nhà ai cũng mong con hết con ơi. Trong thời gian vừa qua chị có xem những cái vụ việc anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như rất nhiều các trang truyền thông báo chí tuyên truyền đăng tải lên về cái sự việc việc nhẹ lương cao chưa? Mình có truyền tải cho con mình không? Nói nhiều lần rồi, muốn hết. Công việc với làm được sao được đẹp, không được có nghe, không được nghe. Chị để thấp tấm hình xấu xíu chị. Tức là chị nói nhưng mà có thể là em nó không nghe đúng không ạ? Ba mẹ nói không nghe đâu. Nhưng mà bạn bè luôn cho nó theo nó đi. Giờ là khổ cả ba cả mẹ, khổ cả bản thân của em nó luôn. Hy vọng em trai xem được video này, em đang ở đâu đó. Nếu tới giờ phút này thật sự mà em bị sập bẫy việc nhẹ lương cao và bị lừa đưa qua cam thì em cũng phải nhanh chóng em gọi điện về báo tin cho ba mẹ để ba mẹ có cách có hướng để mà cứu em quay trở về Việt Nam. Còn nếu mà tới giờ phút này mà em vẫn còn ở Việt Nam mà em đang làm đâu đó, em có cái chuyện gì khó nói hoặc là không muốn liên hệ với gia đình thì em cũng phải liên hệ về với cho ba mẹ. Bởi vì bây giờ là ba mẹ rất là lo lắng, bỏ hết công ăn việc làm, không còn cái tinh thần gì để làm việc nữa. Nên mong em phải suy nghĩ lại để em nhìn nhận được vấn đề, em liên hệ về với ba mẹ để ba mẹ yên tâm hơn. Đây cũng là một cái bài học chị ạ.
bài học này là không riêng gì cho con nhà mình đâu, mà là một cái bài học, một cái thông điệp để truyền tải tới tất cả các bạn trẻ hiện nay đang có những cái ước mơ là làm giàu, đặc biệt là làm những cái công việc nhiều tiền. Bởi vì bản thân các em và các bạn, các anh, các chị không có hiểu được, mình không có suy nghĩ được rằng là cái trình độ, cái năng lực của mình tới đâu mà mình lại đi chọn những cái công việc mà người ta đưa ra cái phúc lợi quá lớn. Trong khi đó thì trình độ lớp 5, lớp 6, lớp 10 mà muốn làm một tháng 20, 25, 30 triệu thì làm gì có, không bao giờ có. Bây giờ những bạn trẻ mà học đại học ra trường hoặc những anh chị mà ra trường người ta làm việc thường chỉ tháng mười mấy triệu là cao rồi. Mười mấy 20 triệu là cao, bởi vì người ta có trình độ, người ta có năng lực, người ta có học vấn, người ta có học thức thì người ta sẽ được hưởng cái mức lương như vậy. Còn trong khi đó bản thân mình trình độ không có, đúng không ạ, năng lực thì không, mà mình lại muốn làm những cái công việc nhiều tiền thì ở đâu ra? Đó là cái điều thực sự đáng tiếc. Nên mong rằng tất cả các bạn trẻ mình hãy nhìn nhận lại, khi mình quyết định mình chọn một cái công việc nào đó, và đặc biệt mình lên các trang mạng xã hội để mình tìm việc, mình phải biết được rõ rằng là cái công việc đó như thế nào và có thật hay không. Khi họ đưa ra một cái mức lương và một công việc rất nhẹ nhàng và mức lương rất cao thì mình phải đặt dấu chấm hỏi, mình phải nghi ngờ liền. Bởi vì những cái công việc đó làm gì đến tay mình đâu. Nếu mà có thật thì những người mà người ta tuyển đó là bà con dòng họ người ta làm hết rồi, không đến được mình đâu. Người ta không cần thiết phải lên mạng đi tìm như vậy, người ta tuyển như vậy đâu. Bởi vì những công việc đó là mọi người người ta đã vào đấy làm, là người ta truyền tai, là người ta sẽ đưa mọi người khác tới rồi. Làm gì có cái chuyện mà lên mạng. Người ta đi tuyển người mà việc nhẹ lương cao, ngồi máy lạnh, bấm máy tính tháng 1, 2 ngàn đô ở đâu ra, làm gì có. Nên mong rằng các bạn trẻ hãy tỉnh táo, đừng có nghe theo để rồi mà nhận được cái kết rất đắng. Rất nhiều gia đình tan nát đấy. Nhiều gia đình là còn mỗi căn nhà những đất để ở, nhưng cuối cùng thì con phải bán đi để chuộc cứu con về. Đó là cái điều thật sự đáng tiếc và rất đau lòng. Hy vọng rằng là em vẫn hy vọng là một ngày gần nhất sẽ có cái thông tin của con trai của mình liên hệ đến với gia đình. Thì cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí chị nhé. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Cuối video em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt con trai sớm quay trở về với gia đình chị nhé. Em chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.